Tiếp ngay sau đây sẽ là một câu hỏi đến từ một khán giả có số điện thoại 0705, 3 số cuối 042. Khán giả có hỏi về ao hai sào mới đổ bê tông cho nước vào. Nước có màu xanh rêu, tảo nổi thành từng mảng trên mặt nước. Cá, vịt trong ao thì đều bị chết. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Xin mời chuyên gia Bùi Quang Tề tư vấn cho câu hỏi này ạ. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Cái ao của anh thì tôi không biết là anh vừa nuôi cá, vừa nuôi vịt. Mà coi như là cái ao của anh bây giờ là nó dạng bị ô nhiễm. Đây là ô nhiễm hữu cơ nên là chúng tôi gọi là phú dưỡng thì tảo nó nở hoa. Cái xác tảo này có thể là tảo lao thì nó rất là độc ô nhiễm, nên cá ăn vào cũng chết mà vịt ăn cũng chết. Tức là ăn nhiều nó có các cái chất độc ở trong trong cái tảo đó. Thế giờ tôi mới tư vấn cho anh như thế này. Cái thứ nhất ấy, là anh phải nhớ cho tôi là nếu mà anh nuôi và anh cho ăn nhiều quá thì anh giảm khẩu phần ăn đi. Đặc biệt là nhất là trời mưa, trời nắng thì anh phải giảm tới 3 đến 40%. Giờ bình thường là anh đã phải giảm 3-40%, và những hôm trời mưa trời nắng nhiều là anh phải giảm 70%. Thế có điều kiện tốt thì anh thay nước rồi đi. Vì ô nhiễm rồi anh thay nước rồi đi cho tôi. Giảm khẩu ăn này, thay nước này. Đấy, hai cái đấy là hai cái quan trọng nhất. Sau rồi anh mới diệt. Nếu mà anh không thay nước thì anh mới dùng xuyên phát đồng để anh diệt cái tảo đi. Tức là 0,5 gram cho 1 mét khối và 20 gram vôi cho 1 mét khối. Anh đánh xuống thì cái tảo nó chết và vôi nó sẽ kết tủa chìm dưới đáy. Chìm dưới đáy thì anh phải dùng chế phẩm vi sinh. Chế phẩm vi sinh bây giờ là phải cái thí, ví dụ như EAM Clean chẳng hạn, liều gấp 2-3 lần do nhà sản xuất, đánh cứ 3 ngày một lần. Thì ít nhất là đánh phải 3 lần thì nó mới hết được cái ô nhiễm hữu cơ này được. Nếu mà anh mà không đánh không hết được. Và nhớ là khẩu phần ăn không được ăn nhiều. Anh luôn luôn phải suy nghĩ là giảm tới 30-40%. Mà hôm trời mưa trời nắng gió là anh giảm tới 7% thì cái ao anh trở lại bình thường được. Chúc anh xử lý thành công. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Bùi Quang Tề với những tư vấn hữu ích vừa rồi ạ.